Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một loài xâm lấn nguy hiểm đang gây ra nhiều vấn đề ở Hoa Kỳ, đó chính là cá chép châu Á. Vậy tại sao cá chép châu Á lại là một loài xâm lấn nguy hiểm? Và tại sao người Hoa Kỳ không ăn thịt của chúng? Để giải đáp những câu hỏi này, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi video ngày hôm nay nhé! Trước khi bắt đầu, hãy nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tuyệt vời tiếp theo. Bắt đầu từ nào! Cá chép châu Á là một loài cá bản địa của châu Âu và châu Á. Thuật ngữ cá chép châu Á thực chất là một thuật ngữ tổng quát chỉ 4 loại cá chép khác nhau gồm cá chép đầu to, cá chép đen, cá chép cỏ và cá chép bạc. 4 loại cá này đã được nhập vào Hoa Kỳ vào những năm 1970 với mục đích là kiểm soát sự phát triển của tàu, cỏ và ký sinh trùng trong các trang trại nuôi thủy sản, xử lý cấp và có nước. Một số giống cá chép châu Á có kích thước nhỏ, chỉ dài khoảng 20-30cm và nặng khoảng 1-2kg. Một số giống khác có kích thước lớn hơn, có thể dài tới 1,5m và nặng tới 100kg. Cá chép châu Á tiêu tốn một lượng thức ăn lớn, bao gồm cả các loài thủy sinh khác. Chúng có thể sinh sản từ 1-2 lần trong năm, mỗi lần đẻ từ 100.000-2 triệu trứng, làm cho quần thể loài cá này phát triển rất nhanh, hình thành những đàn cá lớn hàng nghìn con. Do kích thước lớn và tốc độ sinh sản nhanh, cá chép châu Á nhanh chóng chiếm ưu thế trong các hệ sinh thái nước ngọt. Chúng cạnh tranh với các loài cá bản địa để giành thức ăn và không gian sống. Điều này có thể dẫn đến suy giảm quần thể cá bản địa, ảnh hưởng đến các hệ sinh thái thủy sinh. Theo thống kê của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ, gọi tắt là EPA, ước tính có khoảng 200 triệu con cá chép châu Á ở Hoa Kỳ. Loài cá này đã xâm nhập vào 48 bang của đất nước này. Theo ước tính của EPA, cá chép châu Á gây thiệt hại kinh tế hàng năm cho Hoa Kỳ khoảng 7 tỷ đô la Mỹ đối với các ngành công nghiệp như đánh bắt và du lịch, môi trường và gây tổn thất đáng kể đối với các công trình thủy điện và các công trình thủy lợi khác. Cá chép châu Á có thể chứa các ký sinh trùng có hại cho con người, chẳng hạn như sán dây và giun tròn. Do đó có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng cho sức khỏe, chẳng hạn như đau bụng, tiêu chảy và ngứa hậu môn. Vì vậy, đây là lý do người Hoa Kỳ không thích ăn thịt của chúng. Ngoài ra, cá chép châu Á còn được biết đến với việc nhảy ra khỏi nước để tránh nguy hiểm. Hành vi này của những con cá lớn như vậy gây nguy hiểm cho người lái thuyền, hỏng thuyền và trang thiết bị trên thuyền. Nhìn những con cá chép này, tôi lại nhớ đến món cá chép om dưa nổi tiếng của Việt Nam chúng ta. Thật là tuyệt vời nếu anh em Việt Nam chúng ta ở Hoa Kỳ thì tốt biết mấy. Loại cá chép này sẽ bị chúng ta tiêu diệt sạch chỉ trong một nốt nhạc. Các bạn thấy sao về ý kiến này? Hãy để lại bình luận để chúng tôi biết nhé. Cảm ơn bạn.
Hiện nay, chính phủ Hoa Kỳ khuyến khích người dân tiêu diệt cá chép châu Á. Họ coi đây là một vấn đề nghiêm trọng đối với môi trường và cần có sự chung tay của cộng đồng để giải quyết. Ngay trước mắt của bạn, hình ảnh đầy ấn tượng tại đập Buckley tại tiểu bang Kentucky của Hoa Kỳ, nơi hàng nghìn con cá chép châu Á bị điện giật, khiến chúng bị tê liệt. Sau đó chúng sẽ bị thu gom và xử lý để ngăn chặn sự xâm lấn của loài cá này. Tại Hoa Kỳ, hàng rào điện dưới nước lớn ở đoạn kênh Chicago đã ngăn chặn hàng triệu con cá chép châu Á xâm nhập vào các hồ lớn. Nếu không có hàng rào này, chúng đã có thể xâm nhập đến các hồ lớn từ lâu và gây ra những tác động nghiêm trọng hơn. Bắn cung là một trong những giải pháp tiêu diệt cá chép châu Á hiệu quả nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Các nhóm tình nguyện thường là các thợ săn hoặc những người câu cá được cấp phép để thực hiện hoạt động này. Tuy nhiên, chỉ những người được đào tạo bài bản mới nên tham gia bắn cung để tiêu diệt cá chép châu Á. Phương pháp sử dụng lưới đánh cá là một trong những phương pháp hiệu quả để đánh bắt cá chép, nhưng cũng đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng của nhiều người. Các nhóm tình nguyện sẽ lùa cá chép từ một đầu hồ này sang đầu hồ khác để dễ dàng đánh bắt. Mặc dù Hoa Kỳ đã nỗ lực rất nhiều để tiêu diệt cá chép châu Á, nhưng loài cá này vẫn đang là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với môi trường nước của nước này. Qua video này, các bạn đã hiểu được phần nào về vấn nạn cá chép châu Á tại Hoa Kỳ. Bạn có suy nghĩ gì về vấn đề này? Bạn có giải pháp nào hay hơn để tiêu diệt cá chép châu Á hay không? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Để ủng hộ kênh của chúng tôi, các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé!